Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First New mời các bạn lắng nghe quyển sách Yêu như là sống của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn, giọng đọc Hoàng Mai. Phần 1 Hắn trồm về phía người phụ nữ. Buông ra, buông ra đi. Người phụ nữ mảnh mai, lúc đầu chỉ nghiêm mặt dên nhỏ nhỏ không quyết liệt, vừa dùng hai tay che đỡ không cho hắn chạm vào mình, vừa lùi dần lùi dần sâu vào trong luống cà phê xum xuê ngang tầm ngực hơi thở hắn hào hển mắt hắn đùng đục sự si mê man dại không bở bến nỗi lo sợ ở người phụ nữ tăng dần càng hiểu mức độ trầm trọng từ hành vi không còn tỉnh táo ở hắn chị càng luống cuống những phản ứng tự vệ mỗi lúc một rối loạn đất trời lặng lặng như đồng lõa với tội lỗi trăng vàng vạc Nhà đầy vào thiên nhiên, thứ ánh sáng vàng nhợt, gây men cho những cảm thụ khát vọng nổi cồn như sóng ngầm. Cơn mưa ngắn ảo ạt buổi chiều vẫn đọng nước trên những tầng cà phê rợn rỉ và làm mềm quánh những vạt đất. Đêm cao nguyên mênh mông trở thành điều kiện truyền đạt và khuếch đại mọi thứ tiếng động kể cả những âm vọng từ lòng đất. Những vài chạm sột soạt vào lá, những bước chân nhóp nhép trên đất ướt tiếng thở dốc của hắn quyện trong tiếng rên đứt quãng của người phụ nữ như vàng dội lời báo động đến tận cùng trời cuối đất vẫn không ảnh hưởng gì tới hắn hắn như thẳng điếc hắn đang say đang điên hơi thở của hắn tỏa ra thứ mùi nồng nặc của rượu mùi gây gây lở lợ của cuồng dục bộ mặt dám nắng đẹp trai của hắn bì bì nghền nghệt như mặt của võ sĩ quyền anh đang say đòn ở hiệp cuối trận đấu phần bản năng đốt chừng gần hết ý thức, vân vân. Cuối cùng, nắm được hai cánh tay người phụ nữ, hắn giật mạnh chị về phía mình rồi ôm ghì lấy thân hình đã mệt lả của chị, vân vân. Hắn hôn lên mắt, lên miệng, lên cổ như chết đói, chết khát. Mái tóc người phụ nữ sổ tung, chị cố lắc đầu, né mặt tránh những cái hôn nồng nhiệt như mưa gió của hắn một cách yếu ớt. Buông ra, chị nghẹn ngào thở hắt và mềm hẳn người đi. Cả hai ướt đầm từ đầu tới chân. Hắn dàn được chị ra giữa luống cà phê, hắn hối hả mê cuồng vồ vập. Hắn rụi mặt vào tai, vào cổ, vào tóc chị. Người phụ nữ dường như buông xuôi trong tiếng nấc uất ức. Chiếc khuy áo ngực bất ngờ bật tung, chật ra một bên vú đầy đặn trắng ngần. Hắn hơi khờ trước màu trắng nhễ nhại tinh khiết của vùng ngực người phụ nữ. Lần đầu tiên trong đời, hắn được tiếp giáp với nơi cửa mở huyền diệu của đàn bà. Sự tình khiết và huyền diệu ấy đã cảnh tỉnh hắn trong một phần mười giây, rồi giống như trường hợp đoạn mạch của dòng điện. Nó dội lên trong hắn sự đam mê thèm khát, ghê gớm gấp bội. Hắn vụt mặt vào ngực chị. Một sức mạnh tiềm tàng bỗng trỗi bừng trong người phụ nữ. Chị cố oản người, Hai bàn tay chị cào từng vốc đất chát vào đầu, vào mặt hắn. Đất đó đã thành bùn trong cuộc vật lộn dính bê bết lên cả hắn lẫn chị. Tên đàn ông bỗng rời ra. Hắn ngây dại nhìn chị. Ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn, hai đốm sáng hoang mang như mắt con treo bắt đèn thợ săn. Hắn từ từ đứng dậy và lùi ra. Những cành cà phê vướng vào lưng, vào mặt hắn cũng mặc. Sự sợ hãi toát ra từ cái dáng lom khom hoảng loạn và bộ mặt thất thần. Hắn đứng không vững, tay chân cứ muốn mềm nhũn. Khoảng nửa sáng nửa tối, dưới lùng cà phê, người phụ nữ nằm bất động như một xác chết. Lùi xa chừng 2 mét, luống cà phê hơi thoáng ra, hắn trực quay người bỏ chạy. Nhưng thôi thúc sợ hãi khác lại hút hắn về phía nạn nhân. Hắn ú ớ lồm cồm lao lại, cuống quýt lắc vai, lắc đầu chị hắn nửa khóc nửa méo, cố kéo hai vạt áo lận dưới lưng chị để che lấp bộ ngực trần của chị mà sao lực bất tòng tâm hắn cứ lẩy bẩy không tự chủ chàng chàng ơi hắn áp má vào mũi rồi áp tai vào ngực chị bộ ngực đàn bà chỉ ít phút trước biến hắn thành con thú giờ đây như lời chứng về tội lỗi của hắn hắn không nhận ra chút nào biểu hiện sự sống ở chị hắn bật khóc sụt sịt. Một lần nữa, hắn dáng kéo hai vạt áo lên che ngược chị. Hắn còn muốn cài hết các khuy. Chàng, Trang ơi! Nhưng hắn vẫn không làm được. Hắn run dậy, đứng dậy, bè một cành cà phê ngang tầm mặt, thả xuống ngực chị. Rồi hắn đỡ đẫn, thở dốc từng đợt, vừa cố suy tính bằng cái đầu trống rỗng. Cảm thấy đôi chân đang nặng như chỉ, có thể nhấc lên được. Hắn chọn chọn bước một bước, hai bước, rồi hắn bất thần bỏ chạy. Tất cả trong hắn chỉ còn sự sợ hãi. Đầu hắn cứ chúi về phía trước, đôi chân oạt ẹo, rúi rụi. Mấy lần đẩy hắn rút cả vào bụi cà phê, hắn cũng kiệt sức vì cảm nhận tội lỗi và vì rượu. Khả năng định hướng trong hắn hoàn toàn lãnh loãng. Hay nói đúng hơn, sự chấn động tội lỗi khiến hắn cố vươn về ý thức tự vệ và trách nhiệm nhưng con ma men đã ngấm quá sâu mỗi lúc một sâu đã làm tê liệt mọi mầm mống ý thức biến hắn trở nên lú lẫn hắn muốn nhớ lại mọi chuyện mà không sao nhớ nổi muốn tỉnh mà không sao tỉnh nổi ra khỏi lô cà phê tới trục lộ đất đỏ hắn thoáng có ý định tìm đến nhà tiến bạn hắn nhờ giúp đỡ đáng ra rẽ tay trái hắn lại rẽ phải và hắn cứ thất thểu trên đường vắng Đình Đình đang tiến về nhà người bạn. Ở trong vườn cà phê, hắn bức bối ngột ngạt bao nhiêu, ra đến đường, gió lồng lộng làm hắn ớn lạnh bấy nhiêu. Bộ quần áo ướt đầm dính bết thân thể, càng làm hắn rét run lập cập. Tài hắn ủ ủ, đầu choáng váng muốn vỡ tung, hắn nôn nao. Cơn tức nghẹn từ bộ dâng lên tới cổ, chỉ muốn bật ói thốc tháo. Hởi thở hắn khè khè nhiều lần hắn trực sóng xoài ra đất hắn cứ đi hấp tấp, khật khả, khật khưỡng, vân vân. Cuối cùng, hắn nhận ra mình về tới cổng nông trường bộ. Hắn vịn tay vào trụ cổng, thở phì phò, lấy lại sức. Người hắn muốn khụy xuống, những dãy nhà ngói đỏ một tầng xây theo hình chữ U, gồm nơi làm việc và nhà ở của cán bộ công nhân viên độc thân, im lìm, trong trắng mờ và sương lạnh. Trong đầu hắn lờ mờ ý muốn tìm kiếm ai đó để thông báo về một việc gì cần kíp. Nhưng xung quanh không có một bóng người, kể cả người gác. Bóng đèn điện ở đầu cổng chỉ sáng hơn ngọn đèn dầu một chút cũng làm hắn tức mắt muốn ói mửa. Cánh cổng chỉ quảng hờ bằng sợi xích lớn. Hắn đẩy mạnh. Chiếc xích rung loạt xoàng tuột ra khiến hắn mất đà ngã xoài theo đà mở. Từ lúc đó, hắn không gượng dậy nổi hắn bỏ lộn gồm về phía mà hắn tin chắc là dãy nhà có phòng mình bước vào phòng, đến bên cái giường quen thuộc hắn buông mình lăn vào giường và mọi chuyện đều chết trong giấc ngủ đến khi trời mưa như chút ôi, mùa mưa cao nguyên sáu tháng khô ràng trời ràng đất biến mọi màu xanh thành héo hắt khổ cằn trong nắng cháy khắc nghiệt một giọt nước cho chim cũng thiếu khiến chim phải bỏ cao nguyên mà đi để rồi, đến 6 tháng mùa mưa như nghiêng trời đổ nước, những dòng sông lồng lộn tạo nên gành thác ngập lụt khắp nơi. Sấm sét rền vang và mưa to gió lớn, trả thù lại mùa khô cằn cỗi ức chế kéo dài. Cơn mưa đêm ấy làm tỉnh một con người. Hắn lờ đờ mở mắt, ngờ ngác thấy mình không ở trên giường mà nằm ngay ngoài cửa nhà vệ sinh công cộng. Mưa đang xối ảo ạt vào hắn. Hắn nhận ra không phải chuyện trong mơ. Hắn muốn trồm dậy, nhưng thân thể mỏi nhừ. Hắn gượng bò, lọt vào trong hiên nhà cầu. Ngả lưng bên tường hôi hám, thở thẫn bóp đầu. Hắn lờ đờ nhớ ra, một lúc nào đó có ý định tìm chỗ ói mưa Có lẽ vì thế hắn mỏ tới đây và chết lịm luôn trong đêm. Cơn nhức đầu vẫn âm ỉ, hắn bình tĩnh nhìn lại mình, thấy chân tay xây sát, quần áo ướt sũng bùn đất hắn sở lên mặt, những vết xước trên trán gây gấy sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn xem đồng hồ, 4 giờ 25. Đất trời trong cơn mưa, chưa có dấu hiệu gì của đêm đã tàn. Hắn chợt sợ có người bất ngờ thức dậy, bắt gặp tình cảnh hắn. Hắn vị tường đứng lên, lo lắng nhìn bao quát những dãy nhà đang chìm trong cơn mưa. Thỉnh thoảng, nền trời lại chớp loà bừng sáng với từng ngọn cỏ, rồi sấm rền chuyển dung mặt đất. Yên tâm, không có ai, hắn cũng không dám chạy tắt qua sân mà lom khom men theo từng dãy nhà thuộc văn phòng hành chính và phòng giám đốc. Lúc bước được tới đầu hành lang vắng tanh vắng ngắt dãy nhà hắn ở, hắn hú hồn, gión chân chạy dần về phòng. Hắn giật tùng cửa, vừa lọt vào phòng, hắn ập ngay cửa cài chốt, hối hả cởi bộ quần áo ướt bề bếp đất chút ngay ra nền nhà dùng khăn lau người đại khái rồi lục tủ lấy bộ quần áo sạch đang lóng ngóng cải chiếc khuy áo cuối cùng hắn bỗng giật nảy người nhớ đến cô gái hắn luống cuống phát run như cái máy hắn hấp tấp xỏ chân vào đôi ủng cao su đen để ngay đầu giường giật vội tấm áo mưa choạc lên người bật cửa lao khỏi nhà đầm bổ ra cổng cứ thế chạy như bị ma đuổi về hướng rừng cà phê vừa chạy, hắn vừa lần hồi nhớ từ đầu mọi chuyện. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Hắn chạy trong cơn nháo nhác, hắn len vào giữa các vạt cà phê. Cơn mưa đã không để lại dấu vết nào. Rừng cà phê mênh mông rậm rì rào rạt trong mưa không còn dấu hiệu nào của câu chuyện đêm qua. Hắn bạc miệng hoang mang muốn phát khóc. Hắn quyết định đi hết mọi luống trong lồ cà phê mà hắn tin chắc chuyện xảy ra ở đó hắn đi như mê dại và mưa mãi rồi cũng tạnh trời sáng dần hắn cũng không để ý càng đi hắn càng hoảng loạn những luống đất đỏ chứa đầy nước đã xóa hết mọi vết tích chỉ làm hắn chóng mặt hắn tìm sang lô bên cạnh trong đầu hắn không rõ rệt ý thức tìm cô gái để cứu chữa hay dập xóa tội lỗi hắn vừa hối hận cũng vừa u mê trong nỗi hoảng sợ bị trừng phạt. Nếu nhà chàng chết thật, không biết những chuyện gì xảy ra. Hết phần 1 đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first new Phần 2 Nhà chàng từ từ tỉnh dậy, nói đúng hơn cô từ từ sống lại, những xúc động sợ hãi, nghẹn ngào và sự kiệt sức cùng gặp nhau ở cao điểm đã dẫn đến khoảnh khắc tựa hồ chết thật, khiến chàng thấy rất rõ vào đúng lúc tuyệt vọng, từ trong mình bỗng nhiên dội căng lên thứ áp lực nóng cháy như lửa, liền sau đó cái lạnh đột ngột trùm lên, cảm giác về cái chết như tia chớp theo đúng đường đi băng giá, dồn sự sống đến điểm cuối cùng là đôi mắt bị trói nhòa. Cô thoáng muốn kêu lớn, "Má ơi!" nhưng ý nghĩ không tới được đầu lưỡi líu cứng, tất cả đều tối sầm. Cô thấy mình đang đi trên trời, phía dưới là những đám mây trắng xốp như bông, nhưng dẫm chân vào nó lại đặc sền sệt như bùn, mỗi bước đi, thứ bông bùn ấy đều nút chặt chân cô. Cô đã mệt quá, các khớp xương mỏi nhừ, trong tầm nhìn, phía xa tít bỗng hiện dần ra thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên. Ánh nắng nóng như lửa từ mặt trời chiếu thẳng vào các mái nhà, hắt lên chói đến nhức mắt. Thành phố đang trôi lại gần, cô nhận ra dãy phố quen thuộc và ngôi nhà mình, ngôi nhà tầng có khuôn vườn nhỏ phía trước. Ngôi nhà không lọt thỏm giữa hàng trăm cao ốc mà nhẹ như bấc cứ nổi cao lên từ từ ánh nắng làm nước vôi vàng của nó chuyển thành đỏ rồi tím rồi xanh rêu rồi vàng rồi trắng lóa vân vân rồi tối sầm như ai phun sơn đen lên các bức tường cô đưa tay dụi mắt đôi tay rời rã không chịu theo ý muốn khiến cô bứt rứt muốn phát điên ngôi nhà lại hiện ra với đúng nước vôi vàng nhạt chỉ cách cô chừng trăm mét cô vội bước nhanh hơn má ơi Cô muốn bay về phía ngôi nhà đang trôi. Má ơi! Nhưng tất cả đều dừng lại trong ý nghĩ. Chân cô không sao cất nổi khỏi sức hút của đám mây bùn. Còn lưỡi cô cứng đờ, cô bật khóc. Nước mắt cô đầm đìa rơi xuống đám mây, làm nó tan loãng ra. Cô thấy mình bắt đầu rơi. Xung quanh cô, những đám mây cứ ùn ùn ngược lên phía trên. Còn cô hun hút tuột xuống cái đáy đèn vô tận. Càng trôi, người cô càng lạnh băng và ướt sũng. Nhưng thành phố và ngôi nhà vẫn không mất trong tầm mắt. Nó cũng trôi theo. Bây giờ, cô nhìn rõ ô cửa sổ trông ra vườn. Giò phong lan cô treo trước cửa từ hồi bắt đầu vào đại học, đang nở hoa, chùm hoa vàng nhạt, mỏng manh như những cánh bướm tơ. Những kỷ niệm làm cô có cảm giác sự trôi của cô và ngôi nhà cùng chậm lại. Mỗi lúc, một sắp gần vào nhau, Cô đang sung sướng vì sắp về tới nhà, bỗng tất cả cùng chui vào đám mây đèn kịt, sau đó một tia chớp lóa, tiếng sét nổ chói óc, đám mây biến thành biển lửa, cháy trùm lên ngôi nhà và thành phố. Má ơi! Chàng cuống cuồng, má! Cô dáng gạo thật to. Từ cửa sổ hiện lên khuôn mặt phụ nữ, cô mừng rỡ nhào lại, nhưng ngay tức khắc. Cô sửng sốt đứng sợ khi nhận ra người đó là Hạ Dung, đứa bạn gái tội lỗi cùng học đại học với cô. Dung đẹp rực rỡ và độc ác hiện ra trong lửa, nó đã nhìn thấy cô. Nó lúng liếng mái tóc quan mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ như lời chào. Chàng phẫn nộ. Má và các em tao đâu? Hạ Dung nhèo mắt diễu cợt và tiện tay giật luôn giỏ phong lan ném tung sang phía chàng. Giỏ phong lan bày lờ lửng, những cánh hoa vàng tả tơi. Thêm một người bên cạnh Hạ Dung chàng nhận ra bà cô. Ông ôm Hạ Dung cười bả là vẫy cô lại. Chàng vùng vẫy đến tuyệt vọng. Cùng lúc đó, thành phố và ngôi nhà cháy bừng bừng, đè lên đám mây, đè nghiến lên cô. Tất cả cùng tối sầm đặc quánh lại. Từ đó là cảm giác mỗi lúc một nghẹt thở và không sao cựa quậy. Bản năng xấu hổ của người phụ nữ thúc giục cô vùng dậy, bất lực. Nước mắt cô bắt đầu ứa ra sấm sét vàng dội bên tai cô ảo ạt thác âm thanh một cái gì quen thuộc mềm mại của đời sống thấm lạnh vào lưng vào đầu tóc vào mặt chàng tỉnh dần mưa trời đang mưa tầm tã những hạt mưa rào rạt táp lên mình cô hối hả đánh thức tâm hồn đang chìm trong cõi chết chàng từ từ mở mắt phản xạ đầu tiên là sự nhận biết mình đang ở trần cô muốn trồm dậy nhưng tay chân mềm nhũn không sao đụng cựa nổi cả người cô đang nóng hầm hập cái nóng như lửa cháy từ trong phổ cháy ra cháy ngược với cái lạnh từ ngoài thấm vào bằng những cố gắng đau đớn không biết bao nhiêu phút cô mới xoay nghiêng được người và rẽ tay lên che lên ngực mọi nhận thức trở lại rất chậm chạp lúc đầu cô nghi ngờ mình vẫn nằm mơ dần dần mới nhận ra mình đang ngậm giữa vùng bùn đất đỏ trong rừng cà phê chứ không phải trên giường ở nhà. Tất cả đều là chuyện thật. Chàng dáng hết sức mới ngồi dậy nổi, mưa vẫn rối xả đổ trên tầng lá cà phê, chút lên đầu tóc rũ rượi, thân thể đẫm bùn nước của cô. sầm vẫn nổ như vỡ trời trong luồng sáng chói lòa. Sau đó, vạn vật lại trở về với màn đêm đen hoang dại. Cao Nguyên như đang buông thả trong mây rồi bởi trận lôi đỉnh của trời đất chàng không còn đủ sức tỉnh táo nhớ ra vì sao cô bị quảng ra giữa lô cà phê với hoàn cảnh tàn bạo trớ trêu đến thế này cô yếu quá trong cô chỉ còn khuynh hướng bản năng thoát cho nhanh khỏi rừng cà phê vào mưa gió cô dùn lẩy bẩy ngả lưng vào một gốc cà phê gắng gượng cài lại chiếc áo duy nhất sót lại vì sao mình rơi vào tình cảnh khốn khó này đầu cô bùng nhùng những cảm giác u u mê mê. Cô vừa khóc, vừa vị từng cành cà phê, lần theo dọc luống. Đất đỏ nhão quánh, lúc mút chặt chân, lúc trơn trượt, khiến cô vừa đi vừa ngã, không biết bao nhiêu lần. Miệng cô nhạt thích, một tia chớp lóe vào đúng lúc cành cà phê ra quả sớm ở ngay trước mắt. Không chút suy nghĩ, cô đưa tay tút lấy mấy quả nhét vội vào mồm nhai chợ chạo vị đắng khé của quả cà phê xanh xông lên tận mũi khiến cô tỉnh hơn. Trận choạng không biết bao nhiêu lâu và nhờ sức mạnh nào cuối cùng Trang cũng trở về tới nông trường bộ. Khủ nhà ngói chìm trong mưa dày không một dấu hiệu có ai thức giấc. Cô lần về được phòng mình vội vã thay quần áo bằng thói quen máy móc rồi mê man nằm vật ra giường vân vân. Hết phần 2 FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.